Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng về được một số giờ giải hạt, và những giờ giải hạt đây là những giờ giải hạt rất đặc biệt nhé mọi người. Nó là những giờ giải hạt xanh sạch nha. Và hàng giải hạt xanh sạch thì mỗi lần lên clip là hết rất là nhanh luôn. Nên là em cái này em sẽ ưu tiên quay một cái clip riêng để bán cho các bác anh chị luôn, để chúng ta tập trung mua được những cái dê xanh sạch tốt nhất nha. Và các dê giải hạt này thì giá dao động từ 500 nè, 600, có những combo 1.2 triệu nè, hoặc dê 1 triệu, rồi có những dê 2 triệu đó. Có cả những dê xanh sạch nó bị gập thì thanh lý giá 1 triệu nha mọi người. Đó thì hàng xanh sạch để làm gì, thì hàng xanh sạch là hàng để săn năm cánh trắng nha mọi người. Thì các bác anh chị mua hàng xanh sạch về chúng ta săn thì tỷ lệ ra năm cánh trắng nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái hàng bình thường. Và giá hàng xanh sạch cũng khá là cao, nó thường gấp mấy lần cái hàng bình thường, nên là các bác anh chị muốn săn năm cánh trắng thì chúng ta chịu khó đầu tư một tí nha. Và bắt buộc các bác mấy cái này thì các bác muốn mua thì phải chốt thật nhanh nha, bởi vì hàng xanh sạch lúc nào lên nó cũng hết cái veo hết đó. Rồi thì em sẽ quay lần lượt từ thấp tới cao nha. Em sẽ quay cái dê đầu tiên. Đây thì cái nền giấy kia nó không được nét lắm, nên là em để ra nền xi măng đây quay cho các bác nhìn rõ cái độ xanh sạch nha. Rồi cái dê đầu tiên là dê nguyên bản nha. Độ dài chắc cỡ 5cm thôi, đây là một con kiến nha. Kiến mọi người xem, kiến xanh sạch. Kiến nguyên bản luôn nha. Xanh nào. Chung mấy cái dê xanh sạch thì phải quay kỹ cho các bác xem. Thân già rất là xanh nha, thân tơ cũng cực kỳ xanh luôn. Rồi, dê số 1 giá 500 nha mọi người. Đây là một con kiến nguyên bản. Tiếp theo là dê số 2. Là dê số 1 là Chumorai nha, dê số 2 cũng Chumorai luôn. Hôm nay thì em chỉ có 2 dê là Gia Ly thôi, còn lại là Chumorai. Thì dê thứ 2, xanh sạch số 2 đây nha. Giá là 600.000, thì cái thân tơ của nó dài tầm cỡ 16-17cm. Thân da này xanh lè nè mọi người thấy không? Đây mấy cái khúc thân da cũ mà nó khô ra rồi, nên bà con người ta cũng cắt người ta vặt đi thôi. Đây mọi người nhìn cái thân da cũ của nó nè, xanh lè từ đầu tới cuối luôn. Và cái thân tơ cho quay cho mọi người xem nha. Đây nè. Xanh nè, thấy dạ mang không? Đó, nói chung mấy hàng xanh sạch thì em sẽ cố gắng quay thật kỹ cho các bác anh chị chúng ta xem, bởi vì hàng xanh sạch giá nó cũng khá là cao. Mình mua được mấy giờ cao thì phải xem cho nó kỹ một tí. Rồi, về xanh sạch số 2 giá 600 nha mọi người, chưa một ray. Đây này, nó vẫn còn cái vòm bán vào một cái khúc gỗ mục trong rừng. Tiếp theo là dê số 3. Số 3 đây. Đây mọi người nhìn thấy thân tơ nè, chưa hoa nha. Nguyên zin luôn. Dê số 3 giá 600 nha mọi người. Dê này thì xanh sạch khỏi nói luôn. Cái đầu nó thắt ngọn nữa nhé mọi người, thắt ngọn rồi nè, nên là cái phần đầu trên nó sẽ bo tròn và chỗ ngọn đây nó leo queo. Giờ gấp qua gấp lại chứ không phải là bị gãy ngọn đâu nhé. Đó mọi người xem, không có tí ngấn lá nào luôn nha. Rồi, về số 2, độ dài cỡ 18-19cm nha. Chumorai giá 600. Rồi tiếp theo là em sang về số combo nha. Có 2 combo xanh sạch nha. Đây combo kiến thứ nhất nè. 5 con kiến. Combo số 4 nha mọi người, 5 con kiến giá 1.2 triệu. 5 kiến xanh sạch đây. Một con nè. Hai con nè. Ba con nè.
bốn con. Năm con. Rồi. Để chiều 2. Combo xanh sạch số 4 nha. Rồi tiếp theo là combo xanh sạch số 5 nè, combo số 5 nha. Giá chiều 2. Cho mở ray luôn. Một con nè. Mặt sau đây. Rồi, một con. Hai con nè. Ba con nè. Bốn con nè. Năm con nè. Rồi. Năm con này nha. Combo số 5 chưa mò ray, 5 con giá chịu 2. Tiếp theo là em sang giờ số 6 nha. Đây giờ sạch số 6 đây. Rồi. Đây. Thân lá xanh lè này, thân già cũng xanh lè. Đó. Rồi. Đây, để em quay cái mặt phía sau trước nha. Mọi người thấy sắc không? Nè. Ngưng lá không có tí gì tím luôn nhé mọi người. Rồi bây giờ là mặt trên nè. Mặt trước của nó nè. Cái giờ này lá nó xếp búp nè. Rồi em sẽ cố gắng quay kỹ nhất cho mọi người nha. Hay sẽ sắp thì mọi người xem kỹ một tí. Rồi. Đó. Độ dài thân tơ nha. Dài thân tơ thì tầm cỡ 50cm luôn mọi người. Tức là về mùa này hoàn toàn sổ hoa được luôn. Cái chỗ này nó bị thẹo. Nó bị vết thẹo nhỏ chứ không phải tím đâu. Rồi về xanh sạch số 10, số 6 giá 1 triệu nha mọi người. Rồi rất đẹp. Thân già được 1 2 4 3 4 thân già nha. Mầm gốc nè, xanh lè thấy không? Rồi, tiếp theo là em sang về số 7. Về số 7 nó còn xanh nữa mọi người. Đây, số 7 đây. Số 7 thì độ dài thân tơ tầm cỡ 35-36cm nha. Rồi đây, được 3 thân già, 1 thân tơ. Thân tơ siêu sạch. Cái này thân hơi mảnh tí. Cái này chưa mò ray nhé. Cái này nó sắp giả mang luôn.
mặt sau nhé mọi người. Không tí ngấn lá nào nha. Rồi. Siêu sạch luôn. Đó, sạch bóng luôn nha. Rồi, về số sạch sạch số 7 này giá 1 triệu. Tiếp em sang về sạch sạch số 8 nha. Về số 8 này là một về sạch sạch gia ly, hàng sạch sạch gia ly có khiếm luôn mọi người. Rồi đây. Thân da nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thân già. Đây. Rồi. Mặt sau nha, sau thì còn sạch lắm. Đó, sạch từ đầu tới cuối, chỉ có cái ngấn lá là có hơi tí màu thôi nha, nhưng phải có tí màu đó thì nó mới lên mắt đẹp được mọi người. Rồi thân về xanh sạch số 8 này độ dài thân tơ cỡ 36-37 cm, đây là về gia ly nha, hàng xanh sạch gia ly cực hiếm luôn đó. Rồi thân da xanh lè nè. Đó. Quay rất là kỹ. Rồi xanh sạch số 8 gia ly giá 1 triệu. Tiếp theo là em sang về xanh sạch số 9. Về xanh sạch số 9 đây là một về rất là dài. Đó. Về này thì đáng lẽ giá gốc của nó là tầm cỡ 2 triệu nha mọi người, cỡ 2 triệu luôn á. Nhưng mà do biết sao, cái thằng này nó dở cái là cái thân tơ của nó nè, thân đây thân tơ nha. Ở trong rừng nó bị gập mất cái chỗ đây mọi người, tức là lúc cây nó đang sinh trưởng á, nó có thêm một cái cây gì nó mọc ngang qua đây nè, nó thành cái vết lõm luôn. Cây đây thì về mọi người vẫn sổ hoa bình thường nha, nó vẫn còn một nửa cây là nó kéo dài ra kia. Và cái dề này đặc biệt, mọi người nhìn thấy cái mắt ngủ nó xanh dã man luôn nè, không xanh lè luôn, hơi gặp đây hơi tiếc. Rồi bây giờ em bắt đầu quay cái thân tơ cho mọi người xem, nhưng mà cũng không sao, bởi vậy thì mọi người mua được cái giá nó rẻ hơn, mọi người mua được cái giá nó thanh lý hơn. Xanh không, xanh lè từ đầu tới cuối luôn, nó rất là sạch nè. Rồi đây mặt sau đây, lá không có tí ngấn nào nhé mọi người. Đây chấm nhỏ nhỏ, chấm con sâu hay con gì nó cắn á. Đó, xanh dạ mang không. Rồi, giờ này thì rất là dài luôn, rất to dài. Độ dài thân tơ tầm 50 nè. Thân tơ tầm 80 cm luôn mọi người, giờ rất là lớn. Rồi, giá thanh lý 1 triệu thôi nha. Xanh sạch từ đầu tới cuối, không có ngấn lá. Sạch số 9, giá 1 triệu, chưa một ray. Rồi tiếp theo là em sang về xanh sạch số 10. Rồi giờ xanh sạch số 10 giá là 2 triệu nha mọi người. Đây. Rồi. Đó. Đầu tiên là mọi người xem rất nhiều thân già nè, 1 2 3
4, 5, 6 cái thân già. Đó, tổng quan giờ rất là dài luôn. Rồi, bông gốc nè. Bông gốc siêu xanh luôn nha mọi người. Xanh le luôn nha. Đó, và đây thân nè. Thân thì nó đã xuống lá gần hết rồi mọi người. Nhưng mà một vài chỗ thì vẫn nhìn thấy rõ cái thân xanh sạch của nó nè. Đó. Sạch không? Phía trên đây thì nó đã xuống lá rồi. Những lớp màng cũng rất là sạch. Đây, mặt sau nha. Thân tơ nè mọi người. Thân tơ là thân này nè. Đó. Đây, thân tơ thân này. Rồi. Độ dài thì rất là dài luôn. Này thì để em 50cm nè, 1m nè, chắc một tầm 1m05 mọi người. Đó, giá 2 triệu thì nó chỉ hơn cái dê bình thường một tí thôi. Nhưng mà đây là một cái dê xanh sạch, rất là xanh luôn. Mông gốc này, xanh lè. Nhìn đã nhất là cái mông gốc mọi người. Đó, xanh lè. Rồi, dê này mà trúng phát là coi như tha hồ kích kỳ luôn. Thân da nè mọi người xem, một đống thân da đây. Kích kỳ chắc mỏi mệt luôn. Rồi, dê xanh sạch số 10, giá 2 triệu. Cuối cùng là em sang dê xanh sạch số 11 nhé mọi người. Rồi, dê xanh sạch số 11, giá là 2 triệu nha. À, nó ngắn ngắn thôi mà giá cũng bằng cái dê dài kìa. Rồi, thứ nhất là mâm gốc đây. Xanh nè, siêu xanh luôn. Thứ hai là mọi người xem cái độ sạch của nó nha. Bên này sáng. Xanh sạch số 11 đây là một dề da ly nha mọi người. Hàng da ly rất là hiếm luôn. Rồi. Mặt sau đây. Này. Không có tí ngấn lá nào nha. Đó, rất là xanh nha. Cực kỳ sạch luôn. Rồi. Rồi, độ dài thân tơ thì rơi vào tầm cỡ 50cm nha mọi người. Rồi, giờ xanh sạch số 11 giá 2 triệu. Được 1, 2, 3, 4 cái thân già. Có cả cái cây cầm cu nó mọc chung luôn mọi người. Rồi, 11 là da ly nha mọi người. Rồi thì giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Các bác anh chị có nhu cầu mua dê nào cứ liên hệ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Những cái dê giá trị cao khách mua lần đầu vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Còn em ship code những dê thấp thấp đây cho các bác mới mua lần đầu. Còn khách quen thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin báo chốt thì em gửi đi như bình thường thôi. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo. Và chúc mọi người mua những dê giải hạt xanh sạch này về sẽ sổ ra được trúng 5 cánh trắng. Đó, hy vọng là vậy. Xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ạ.